Muốn mua con xe nâng bên bạn quá mà khổ nỗi nhà không có đàn ông, không biết làm thế nào. Ôi, nếu như thế thì chị gặp em là đúng rồi đấy ạ. Con xe nâng này của bên em thì hiện tại rất là dễ thao tác. Em là phụ nữ em cũng có thể lái được. Bây giờ em sẽ hướng dẫn cho chị nhé. Đầu tiên khi lên xe là chúng ta phải thắt dây an toàn. Sau đó chúng ta sẽ hạ phanh tay. Bật nút nguồn, giống như ô tô tự động vậy. Đây là chân phanh, còn đây là chân ga. Đây là bộ công tắc nâng, hạ, còi cảnh báo. Chị chỉ cần bật nút nguồn lên. Đó. Sau đó đây là số tiến, đây là số lùi. Số lùi thì có còi cảnh báo. Bây giờ em thử di chuyển cho chị xem nhé. Rất là dễ đúng không ạ? Đây là nâng em nhé, rất an toàn. Hạ xuống thì cũng vậy, rất là an toàn. Như chị em thấy đấy, chúng ta có thể làm rất là nhiều việc. Việc xe nâng, lái xe nâng thì quá dễ dàng. Chị em nào muốn mua xe nâng thì hãy liên hệ em Ngọc ngay nhé. Em Ngọc chuyên xe nâng mới, giá tốt nhất thị trường hiện nay.